Xin chào các bạn. Tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung phần tiếp theo của cuốn sách Triết lý làm giàu kinh điển của người Do Thái. Trước khi đến với nội dung phần tiếp theo, tủ sách nhỏ rất mong sẽ được các bạn like và nhấn đăng ký để ủng hộ cho tủ sách nhỏ nhé. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 2. Người Do Thái cho rằng các mối quan hệ chính là các đầu mối kiếm tiền. Người Do Thái quan niệm rằng một người thành công thường nhờ vào 15% kiến thức chuyên môn, còn lại 85% dựa vào các mối quan hệ xã hội, vào các kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp. Người Do Thái nhấn mạnh rằng, hòa khí có thể mang lại tài lộc, tạo dựng các mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp, có thể thúc đẩy việc kinh doanh của mình. Một, Khen ngợi một cách chân thành Từ duy khác biệt, người bình thường Tôi không giỏi khen ngợi người khác. Tôi sẽ không định bợ ai cả. Người Do Thái Đôi khi, một lời khen có thể mang lại cho bạn nhiều lợi ích bất ngờ. Thậm chí, còn có khả năng thay đổi vận mệnh của bạn. Trên đời, có ai không muốn được người khác khen ngợi? William James từng chỉ rõ Nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là nỗi khát khao được khen ngợi. Trong dân tộc Do Thái, mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc đề cao người khác. Họ biết rõ một câu khen ngợi đôi khi có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một con người. Bà Mina Diana là một người do Thái phụ trách quản lý một nhân viên vệ sinh. Người nhân viên này làm việc rất tệ. Những người khác đều thường xuyên chê cười anh ta, còn cố tình vứt đủ các loại rác ra ngoài hành lang để mọi người thấy anh ta làm việc không hề tốt. Chuyện này đã gây ra áp lực tâm lý đè nặng lên người nhân viên này, khiến anh không còn tự tin để đi làm nữa bà mina đã thử đủ mọi cách để người nhân viên này làm tốt việc của mình nhưng đều thất bại tuy vậy cô phát hiện ra rằng anh này cũng có những lúc làm việc rất chăm chỉ quét dọn vô cùng sạch sẽ vì thế cô liền nắm lấy cơ hội khen ngợi anh ta trước mặt đám đông cách làm này ngay lập tức có tác dụng hiệu quả công việc của người nhân viên đã thay đổi không lâu sau vì làm việc tốt nên anh ta được tất cả mọi người khen ngợi Bà Mina đã tìm ra cách tốt nhất để khích lệ người khác. Sau đó, cô lại thử khen ngợi và khích lệ những người còn lại. Kết quả thu được cũng vô cùng tốt. Khi đó, cô đã thực sự nhận ra rằng việc phê bình và chê cười chỉ khiến sự việc thêm xấu đi. Trái lại, những lời khuyên chân thành sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Darren là người rất biết cách sử dụng lời khen ngợi khi giao tiếp với người khác. Có lần, một đồng nghiệp đọc một bản báo cáo trong cuộc họp của công ty Báo cáo của anh ta rất tầm thường, nên khi đọc xong chẳng có ai vỗ tay tán thưởng. Sau khi tan họp, Darren gặp người đồng nghiệp trong nhà vệ sinh. Anh bèn nói rằng, báo cáo khi nãy của anh rất tốt, đơn giản và ngắn gọn, tôi đánh giá rất cao đấy. Vị đồng nghiệp này vốn dĩ không hề hy vọng bản báo cáo của mình sẽ được mọi người chú ý. Nhưng chỉ vài câu nói của Darren đã khiến anh ta mừng thầm trong lòng suốt cả ngày. Bất cứ ai từng giao tiếp với Darren đều nhanh chóng trở thành bạn của anh. Darren cũng thường đánh giá cao đồng nghiệp của mình. Thấy đồng nghiệp nam mặc áo mới, anh sẽ khen bâng quơ. Wow, đẹp trai thế! Gặp đồng nghiệp nữ mới đổi kiểu tóc, anh cũng cố tình mở thật to mắt khen. Hóa ra là em à, anh cứ tưởng mỹ nhân nào cơ đấy. Có thể tưởng tượng Darren có mối quan hệ rất tốt với đồng nghiệp trong công ty. Đồng thời, những mối quan hệ tốt đẹp này cũng đem lại cho anh nhiều điều thuận lợi có lẽ ai cũng đã hiểu rõ tác dụng của lời khen ngợi tuy nhiên có một sự thật khá thú vị người ta ai cũng thích nghe người khác khen mình nhưng không phải ai cũng muốn khen người khác tại sao vậy nguyên nhân sâu xa của việc nhiều người không thích khen người khác là vì họ sợ phải chịu trách nhiệm đạo đức cho những lời khen này bởi vì trong lòng mỗi người chủ động khen ngợi người khác tuy có thể đạt được một số lợi ích nhưng cũng thường bị xem là một hành vi lợi dụng hoặc thậm chí là hành vi của kẻ tiểu nhân chỉ có tiểu nhân mới luôn đi nịnh nọt tầng bốc người khác như vậy nếu trong lòng bạn có suy nghĩ sai lệch này thì tôi phải nói với bạn một điều bạn nghĩ quá nhiều rồi trật tự luân lý đạo đức của con người trên thế gian này sớm đã được sắp đặt để theo đuổi mối quan hệ xã hội hòa hợp vui vẻ con người đã sớm xem những lời khen như một phương pháp được sử dụng phổ biến và phù hợp trong giao tiếp xã hội ở cuộc sống hàng ngày. Dù cho bạn không thích khen người khác thì người khác cũng sẽ vẫn cứ khen bạn. Ở từ góc độ này, bạn cũng nên khen lại người ta mới phải đạo. Một khi bạn đã nhận được lời khen của người khác, vậy thì hãy học hỏi nghệ thuật trao đi những lời khen. Những người do thái thành đạt đã chỉ ra cho chúng ta thấy, khi khen người khác bạn cần chú ý một số điểm sau thứ nhất tìm những điểm có thể khen ngợi từ người đó mỗi người đều có những sở trường hoặc có những ưu điểm của riêng mình có một số người rất kiệm lời khen một trong những nguyên nhân chính yếu là bởi họ không thấy được điểm đáng khen ngợi nơi đối phương kỳ thực chỉ cần quan tâm cẩn thận quan sát một chút bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra những điểm đáng khen thứ hai lựa chọn thời gian thích hợp để đưa ra lời khen trong giao tiếp rất cần sự chân thành. Vì thế, hãy cẩn thận nắm đúng cơ hội. Lời khen đúng người đúng lúc là điểm mấu chốt. Khi bạn nhìn thấy được điểm đáng để biểu dương của người khác, cần nhanh chóng và mạnh dạn đưa ra lời khen. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Khi người khác đạt được thành công, hãy dành cho họ một lời tán dương, giống như theo hoa chiên thảm. Lời tán dương đó sẽ đáng giá ngàn vàng. Vào thời điểm đó, tâm trạng của họ đang vô cùng vui vẻ thoải mái nếu lại nghe thêm một số lời khen chân thành thì tâm trạng của họ sẽ lên mây thứ ba khen ngợi cũng cần đúng mực việc nắm được trường mực khi đưa ra lời khen sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của nó lời khen đúng mức độ đúng đối tượng mới được coi là lời khen chân chính lạm dụng lời khen tầng bốc quá mức nịnh nọt tới mức sáo rỗng sẽ chỉ khiến người nhận được những lời này trở nên mất tự nhiên thậm chí thấy khó chịu. Khi đó kết quả sẽ trái với mong đợi. Bởi vậy, tuyệt đối không nên lạm dụng lời khen. Bởi một khi lời khen trở thành lời nịnh nọt, người khen sẽ không đạt được gì, ngược lại sẽ phải nhận lấy quả đắng, bị rơi vào tình huống ngượng ngùng, mất mặt. Thứ tư, chỉ có lời khen chân thành xuất phát từ tấm lòng mới thể hiện được sức cuốn hút và giá trị của nó. Trước tiên, bạn nên khen ngợi những gì mà người khác có là cái thật sự tồn tại, chứ đừng nên nói những điều không có thật. Người Do Thái thường nói với nhau rằng, sự khen ngợi đúng mực có thể mang tới cho con người niềm vui vô tận, khiến người khác được khích lệ. Không chỉ có thế, người khen cũng cảm thấy vui lây. Lời khen cũng ấm áp như mùa xuân, khiến trái tim của hai con người hoàn toàn xa lạ xích lại gần nhau, thu hút lẫn nhau. Lời khen cũng giống như dòng suối ngọt ngào, dốc rách giữa rừng sâu, tưới mát cho gốc cây tình bạn để nó xanh tươi, phát triển, đơm hoa kết trái. 2. Các mối quan hệ xã hội chính là con đường dẫn tới tài lộc. Từ duy khác biệt, người bình thường, mạng lưới các mối quan hệ của chúng ta đã rộng như thế này rồi, không cần phải kết thêm bạn làm gì nữa. Hơn nữa, những người mới quen cũng không đáng tin lắm, vừa mất sức vừa mất của. Người do thái các mối quan hệ xã hội cũng giống như tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Tích góp được càng nhiều thì lợi nhuận thu về càng lớn. Tới khi cần, bạn sẽ có thể thoải mái sử dụng. Giới thương nhân Do Thái thường bảo nhau, công việc của chúng ta là xây dựng quan hệ. Các mối quan hệ cần được đầu tư dài hạn, không ngừng kết nối và bồi dưỡng mới có thể hình thành. Nếu bạn chỉ liên tục rút ra để sử dụng chứ không chịu tích cóp thì sẽ có ngày bạn sử dụng hết số tài khoản tích cóp trong tài khoản. Để công việc được tiến hành thuận lợi và trôi chảy, bất cứ thương nhân nào cũng đều phải đầu tư cho các mối quan hệ. Chúng ta không thể biết trước khi nào việc kinh doanh của chúng ta sẽ gặp khó khăn chắc trở. Vì thế, không ngừng thiết lập các mối quan hệ chính là đầu tư cho những việc mình làm. Biết đâu, những mối quan hệ có được sẽ giúp ích cho bạn vào một lúc nào đó. Sự thành công của một thương nhân đa phần đều bắt nguồn từ thành công trong các tình huống xã giao. Có thể nói, các mối quan hệ xã hội chính là tài lộc. Lục Quy Mon là một con người hiếm gặp trong giới doanh nhân ngành công thương nghiệp do Thái. Ông không dựa vào các kỹ năng về tài chính, mà hoàn toàn dựa vào kiến thức chuyên môn của bản thân để theo đuổi ngành này. Lục Quy sinh năm 1839 tại Kassel, Đức, sau đó chuyển tới Anh sinh sống. Khi còn là học sinh, Ông có khoảng thời gian làm việc với nhà hóa học nổi tiếng Robert Bunsen tại trường đại học Heidelberg. Louis đã từng tìm ra phương pháp trích luyện lưu huỳnh từ chất thải kiềm. Ông mang theo phương pháp này tới Anh, trải qua bao khó khăn trở ngại mới tìm được một công ty đồng ý hợp tác với mình để cùng phát triển phương pháp này. Kết quả đã chứng minh sáng chế này của ông rất có giá trị kinh tế. Sau này, rất nhiều công ty ở Anh và các nước châu Âu khác đều xin phép được sử dụng phương pháp của ông. Việc này khiến Lugwing nảy ra ý định mở công ty hóa chất cho riêng mình. Louis Mon mua phương pháp dựa vào tác dụng của ammonia để khiến muối chuyển hóa thành sodium bicarbonate. Bản thân ông cũng tham gia vào quá trình phát minh ra phương pháp này, nhưng lúc đó vẫn chưa thể sử dụng thành thạo. Louis Mon mua một mảnh đất Winnington để xây xí nghiệp người dân trong vùng lo sợ nhà máy hóa chất sẽ phá hoại môi trường sinh thái nên phản đối ông xây dựng xí nghiệp ở đó cũng từ chối không làm việc cho ông lục quỳnh mòn bất đắc dĩ phải thuê người iceland trong thời gian xây dựng xí nghiệp ngày nào ông cũng tới tận nơi để giám sát thường xuyên thúc giục công nhân làm việc cầu cửa miệng của ông là không cần gọi tôi là ngài tôi không phải là quý ông lục quỳnh mòn vừa xây nhà xưởng vừa tiến hành thí nghiệm để hoàn thiện phương pháp kia sau lần đầu tiên thất bại ông liền ở luôn trong phòng thí nghiệm làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ sau bao lần thí nghiệm cuối cùng ông cũng giải được bài toán hóc búa dù vậy ông vẫn lo lắng sẽ có vấn đề xảy ra dù chỗ ở chỉ cách nhà máy vài trăm mét nhưng ông vẫn gắn một chiếc chuông lên cửa sổ phòng ngủ dùng một sợi dây thường dài nối thẳng tới nhà máy để đề phòng ban đêm có việc cần công nhân có thể nhanh chóng đánh thức ông dậy. Năm 1874, nhà máy của ông đã được hoàn thành. Tình hình sản xuất ban đầu không mấy khả quan, chi phí sản xuất rất cao, nhà máy hoàn toàn thua lỗ. Thế nhưng, Lô Quỳnh Mòn không hề nản trí, vẫn tiếp tục cố gắng. Cuối cùng vào năm 1880, nhà máy đã có sự đột phá lớn, sản lượng tăng lên gấp 3, chi phí cũng giảm đi đáng kể. Ban đầu, mỗi tấn sản phẩm lỗ 5 bảng, này lại lời một bảng. Năm 1881, sau khi sáp nhập với một công ty đối thủ cạnh tranh, Lô Quỳnh cùng đối tác kinh doanh của mình là John Brunner cùng nhau mở rộng nhà máy, thành lập công ty Brunner Mall. Lúc đó, công ty có số vốn trên danh nghĩa là 600.000 bảng Anh. Chỉ vài năm sau, Brunner Mall trở thành công ty hóa chất sản xuất kiềm lớn nhất trên thế giới đồng thời đã đạt được bước đột phá lớn trong ngành công nghệ sản xuất kiềm. Tuy nhiên, mọi người cho rằng, những thành tựu mà công ty này gặt hái được trong việc cải thiện mối quan hệ lao động lại mang tính cách mạng hơn so với thành công trên phương diện công nghệ. Tại Anh, họ là công ty đầu tiên mỗi năm cho công nhân hưởng kỳ nghỉ phép có lương kéo dài một tuần. Nhưng với một điều kiện, công nhân phải làm việc thật chăm chỉ. Thực tế, có đến 42% công nhân đã giành được kỳ nghỉ phép này. Từ đó cho thấy, tùy điều kiện của họ hơi cao, nhưng tuyệt đối không phải là không thể đạt được. Năm 1889, công ty Brunemon lại đưa ra một quyết định quan trọng. Quy định thời gian làm việc của mỗi công nhân một ngày là 8 tiếng. Ở nước Anh thời đó, các nhà máy xí nghiệp thường quy định thời gian làm việc là 12 tiếng mỗi ngày. Mỗi tuần công nhân phải làm việc 84 giờ. Vì thế, quyết định của hai người được xem là sự thay đổi khiến mọi người kinh ngạc. Sự thật đã chứng minh, trong vòng 8 giờ, công nhân hoàn thành khối công lượng công việc tương đương với 12 giờ. Nguyên nhân là vì tính tích cực và lòng nhiệt tình, hăng hái của họ đã gia tăng đáng kể. Có được kết quả tốt đẹp, vẹn cả đôi đường như vậy chính là nhờ biết cách suy xét vấn đề từ cả góc độ con người và sự vật giúp cho thương nhân Do Thái luôn đạt được sự hòa hợp thống nhất mà họ luôn theo đuổi. Lúc này, thái độ của cư dân trong vùng cũng thay đổi rõ rệt. Những người ban đầu luôn căm ghét Lu Quynh vì phá hoại sự yên tĩnh của quê hương họ, nên từ chối làm việc trong công ty này, về sau lại tranh nhau xin vào làm. Làm việc trong nhà máy của Brulemon có thể có được sự đảm bảo trọn đời. Hơn nữa, sau khi người cha nghỉ hưu, người con sẽ được truyền lại công việc của cha mình theo kiểu cha truyền con nối. Lục Quỳnh Mòn lúc đó đã vô cùng giàu có và thành công, dành tiếng vang lừng. Đại học Heddenbeck, cái nôi của cuộc đời nghiên cứu hóa học của Lục Quỳnh, đã trao tặng cho ông bằng tiến sĩ danh dự. Ông cũng đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hóa học, trở thành thành viên của Hội Hoàng gia, Viện Khoa học Prussian, Hội Hoàng gia Nepa. Bên cạnh đó, Ông còn được chính phủ Italia trao huân chương danh dự. Thế nhưng, so với thái độ khoan dung của dân chúng đối với vụ nổ nghiêm trọng do con trai ông gây ra về sau, thì những vinh dự này đều không đáng kể. Thương nhân do Thái luôn nhấn mạnh ý nghĩa của hòa khí trong việc thu hút tài lộc, luôn duy trì các mối quan hệ hữu nghị, từ đó giúp công việc kinh doanh của mình ngày càng phát đạt. Nguyên tắc kinh doanh này lấy hòa khí làm nền tảng, lấy sự hữu nghị làm kim chỉ nam trong công việc để mở rộng mạng lưới các mối quan hệ xã hội của mình người do thái thường tham gia các hoạt động xã hội một doanh nhân luôn phải nhạy bén với thông tin chỉ cần có cơ hội mới bạn sẽ có thể thông báo cho mọi người liệu chuyện gì đã xảy ra bạn hy vọng đạt được điều gì hỏi mọi người có quen biết người này người kia có thể giới thiệu bạn với họ không xây dựng mối quan hệ rộng rãi trong và ngoài ngành là điều vô cùng quan trọng ngoài ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp rất có lợi đối với sức khỏe con người bởi nó giúp thỏa mãn nhu cầu tâm lý của mỗi người trong quá trình giao tiếp bằng cách nắm vững một số kỹ năng giao tiếp đơn giản và tự nhiên đã học được bạn có thể khiến bản thân trở thành người được số đông yêu thích thứ nhất nhiệt tình các nhà tâm lý phát hiện ra rằng sự nhiệt tình có thể khiến con người ta cảm động là một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất đối với con người Giảng viên khoa giáo dục người lớn của Đại học Mê Lân Nhận định rằng Chỉ cần bạn thực lòng thích kết giao Trong vòng 2 tháng Số lượng bạn bè mà bạn có được Còn nhiều hơn số bạn bè Mà một người chỉ muốn người khác thích mình có được Thực tế chứng minh Con người luôn dễ dàng đồng ý tiếp cận Với những người nhiệt tình với mình Bạn dành cho người khác một nụ cười Họ sẽ đáp lại cho bạn một nụ cười Dù bạn không khéo miệng nhưng chỉ cần đối đãi nhiệt tình với mọi người, khi họ gặp khó khăn, bạn luôn chủ động giúp đỡ, hành động của bạn đã nói lên cho họ biết bạn là người đáng để họ kết giao. 2. Chân thành. Trong các cuộc thảo luận về vấn đề giao tiếp, dường như tất cả các chuyên gia và học giả đều nhấn mạnh sự chân thành. Có thể nói, chân thành là nguyên tắc quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hòa hợp và tốt đẹp. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh con người luôn kỳ vọng sự chân thành trong quá trình giao tiếp và đặc biệt ghét sự giả tạo tâm lý con người thường muốn nắm chắc được hoàn cảnh xung quanh bản thân trong quá trình giao tiếp chỉ có chân thành đối đãi thông cảm và tin tưởng lẫn nhau mới có thể có được sự cộng hưởng về mặt tình cảm mới có thể phát triển và củng cố mối quan hệ điều này cho thấy dù bạn không phải là người vui tính hài hước nhưng chỉ cần bạn không xấu xa không giả dối, lời nói đi đôi với việc làm, trước sau như một. Nhất định sẽ có ngày càng nhiều người muốn kết giao với bạn. Thứ ba, hài hước. Đây là năng lực ứng biến nhanh nhạy khi gặp phải các vấn đề phức tạp. Nó xuất phát từ cái nhìn sâu sắc đối với sự vật, sự việc trong cuộc sống. Hài hước chính là luôn mỉm cười đối diện với các xung đột và mâu thuẫn trong cuộc sống. Mọi người thường tránh xa những người luôn nghiêm nghị và khó tính, vì những người này thường khiến cho đối phương cảm thấy nặng nề và căng thẳng trái lại người ta thường thích những người có khiếu hài hước bởi sự hài hước đem lại cho cuộc sống năng lượng và sự thú vị khiến mỗi ngày đều trở nên tươi đẹp và ấm áp hơn trong các buổi tụ tập dù bạn nói không nhiều nhưng nếu mỗi câu nói chứa đựng sự sâu sắc thể hiện sự thông minh và hóm hình thì chúng đều có giá trị hơn rất nhiều với những lời nói nhảm bạn sẽ được yêu thích hơn những kẻ luôn nói nhiều nhưng toàn lời vô nghĩa. Thứ tư, học hỏi bao gồm hai phương diện. Thứ nhất là học theo sách vở, không ngừng nâng cao học vấn và kiến thức của mình để trở thành một người thông thái. Thứ hai là học từ người khác, quan sát cách người khác giao tiếp, cách họ nói năng, sau đó kết hợp với đặc điểm tính cách của bản thân và những trải nghiệm cuộc sống để không ngừng hoàn thiện năng lực và kỹ năng giao tiếp của mình. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. Ba, đón tiếp bằng nụ cười, hòa khí sinh tài. Từ duy khác biệt. Người bình thường, tôi không thể cả ngày gặp ai cũng cười, vậy thì giả dối quá. Thích thì mua, không thích thì thôi. Tôi quen kiểu làm ăn buôn bán như vậy rồi. Người do thái, hòa khí sinh tài, đón tiếp bằng nụ cười. Người khác sẽ đáp lại y như vậy. Việc làm ăn sẽ dễ dàng hơn nhiều khi giao tiếp với các thương nhân do thái bạn sẽ phát hiện ra họ luôn nở nụ cười trên môi bất luận chuyện làm ăn có thành hay không thậm chí ngay cả khi tranh luận các điều khoản hợp đồng họ vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười để đưa ra những ý kiến phủ định phản đối có những khi đối phương nổi giận hai bên chia tay trong bầu không khí không mấy vui vẻ người do thái vẫn sẽ nói câu hẹn gặp lại nếu ngày hôm sau gặp lại bạn họ vẫn sẽ dùng khuôn mặt tươi cười nói với bạn Buổi sáng vui vẻ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thái độ kiềm chế và luôn giữ hòa khí này của người Do Thái có lẽ xuất phát từ việc dân tộc họ thường phải lưu lạc tha phương và chịu đủ điều áp bức. Tạm thời chúng ta không đi sâu vào lý do này. Chỉ riêng thái độ hòa nhã trong giao tiếp của họ đã dễ dàng thu hút được người đối diện. Trên thực tế, trong các hoạt động kinh doanh, đây là một yếu tố thúc đẩy kinh doanh. Con người là loài động vật có tính bầy đàn, quan hệ giữa người với người có hòa hợp hay không ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp. Vì thế, chỉ khi sản phẩm hay dịch vụ của công ty giành được sự đón nhận của khách hàng mới có thể thu về lợi nhuận. Cũng như khi các ca sĩ biểu diễn được khán giả vỗ tay tán thưởng, các ban nhạc biểu diễn được khán giả tung hô. Tất cả những điều này đều không tách rời khỏi con người. Người Do Thái đã lĩnh hội được điều này họ luôn xử lý tốt mối quan hệ xã hội, biến nó trở thành một loại kỹ năng giúp họ thành công trong sự nghiệp. Cách nói hòa khí sinh tài đã cho thấy bí quyết kinh doanh thành công của thương nhân Do Thái. Cốt lõi của nó là gây thiện cảm với người khác, dùng thái độ ôn hòa, thiện chí khi giao tiếp. Làm như vậy, người khác cũng sẽ đối xử với bạn y như vậy. Việc làm ăn sẽ dễ dàng thành công hơn. Dưới đây là kinh nghiệm của một người khi sống cùng người Do Thái. Ở Nam Phi, có vô số các đại lý bán xe. Để thúc đẩy việc kinh doanh, quanh các khu chợ, rất nhiều cửa hàng treo những lá cờ có màu sắc sạc sỡ, bên trên viết đủ tên gọi của các loại xe. Chúng tôi tới đại lý bán xe hit ở Bruma. Do vị trí địa lý thuận lợi, thị trường nơi đây rất sôi động. Khi chúng tôi vừa vào tới cửa, một cô gái da đen xinh đẹp liền bước tới đón tiếp. Sau khi biết được ý định của chúng tôi, cô bảo chúng tôi ngồi chờ một lát, sau đó mời giám đốc tới. Giám đốc của họ là một người đàn ông trung niên da trắng, dáng người cao giáo với đôi mắt màu xanh dương, mũi hơi khoằm, mái tóc nâu sẫm được trải ngược về phía sau, mang lại cho người đối diện ấn tượng về sự thông minh và từng trải. Sau khi trao đổi danh thiếp, tôi mới biết đó là tổng giám đốc, tiến sĩ Jeep. Jeep nói, Tôi sinh ra tại Jerusalem, là người Do Thái. Tôi theo học và lấy học vị tại Anh, sau đó tới Nam Phi cũng được 10 năm rồi. Người Do Thái Tôi bất giác nghĩ tới câu nói, đầu óc của người Do Thái, miệng lưỡi của người Ả Rập, đôi tay của người Trung Quốc. Trong bầu không khí vui vẻ hòa hợp, chúng tôi bắt đầu hiểu rõ về nhau hơn. Zip nói, là một người kinh doanh có trình độ, cần biết cách phát hiện từng cơ hội làm ăn dù là nhỏ nhất sau đó nỗ lực nắm bắt lấy xử lý thật tốt biến nó thành sự khởi đầu của công việc kinh doanh biết chúng tôi là người châu á jeep nói nếu người châu á có thói quen xem mặt đoán người thì người nam phi thường xem xe để đoán người đúng thật là một thương nhân do thái vừa cười vừa nói chuyện vòng vo tam quốc nói đi nói lại bao nhiêu chuyện dù đi vòng một vòng trái đất thì cuối cùng vẫn quay trở lại chuyện mua xe. Ở Nam Phi, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Cadillac và các loại xe khác tương tự là biểu tượng của những người có địa vị cao và các thương gia giàu có. Là tấm danh thiếp sáng chói của họ. Người Nam Phi thường nhìn xe để đoán địa vị xã hội và khả năng tài chính của một người. Anh chỉ vào một chiếc Mercedes-Benz đời mới ở trong sảnh triển lãm nói: Loại xe này là lựa chọn đầu tiên của những người có tiền bạc, địa vị, cũng là xe thường xuyên được các cơ quan chính phủ và các công ty nước ngoài sử dụng. Anh Cố tình nhấn giọng và kéo dài cụm từ lựa chọn đầu tiên. Tôi trông thấy một chiếc Mercedes-Benz E600 đời mới, liền dừng chân lại và ngắm, hỏi thông tin chi tiết về chiếc xe này. Không ngờ, câu hỏi bâng quơ của tôi lại dẫn tới một màn quảng cáo mới. Trước tiên Jeep giới thiệu sơ qua về chiếc xe, mời chúng tôi ngồi thử. Tôi nghĩ thầm, có lẽ anh ta muốn chúng tôi trải nghiệm cảm giác thoải mái khi ngồi trên chiếc xe này, vậy nên cũng leo lên. Bất ngờ hơn, anh liền ngồi vào vị trí của tài xế. Hóa ra, xe ở trong cửa hàng đều luôn ở trong tình trạng sẵn sàng xuất phát. Jeep lái xe ra ngoài, vừa đi vừa nói, chỉ có ngồi lên xe mới có thể cảm nhận được sức quyến rũ mê người của chiếc xe này tất cả những sự việc trên chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi tôi chỉ là một khách hàng bình thường chẳng qua hơi tỏ thái độ thích thú đối với một chiếc xe thôi nhưng lại kéo theo một loạt thái độ và hành động phục vụ niềm nở thậm chí còn lái xe ra đường để trải nghiệm tôi đã hiểu được thế nào là nỗ lực thúc đẩy kinh doanh khiến người khác khó lòng từ chối quay trở lại cửa hàng tôi vẫn thành thật nói với jeep rằng giá của chiếc xe quá cao Jeep đưa chúng tôi tới một chiếc BMW nói. So với Mercedes-Benz, BMW càng giúp bộc lộ cá tính và sở thích của người lái xe. Tốc độ vẫn có thể đạt tới trên 200 km h Thấy chúng tôi không có ý muốn mua xe của hãng này, anh lại giới thiệu cho chúng tôi đủ các loại xe Audi, Open, Volkswagen của Đức và General Motors, Ford của Mỹ. Anh nói, các loại xe này có số tự động và số sàn, Xe số tự động khá thuận tiện, không cần dùng tay điều khiển số. Đặc biệt khi tắt đường, có rất nhiều ưu điểm. Nếu lắp thêm điện thoại cho xe, sẽ có thể một tay lái xe, một tay bấm điện thoại. Tôi nhớ tới hành động mẫu anh vừa làm, đó chính là một chiếc xe tự động. Chớp mắt 2 giờ đồng hồ trôi qua, tôi nói cần về nhà bàn bạc. Jeep lại cố gắng mời chúng tôi ở lại dùng bữa. Sao được chứ? Xe còn chưa mua. Hơn nữa, có mua ở đây hay không còn chưa quyết định. Sao có thể ăn không của người ta như thế? Tôi kiên quyết ra về. Jeep vừa thành khẩn, vừa thật tâm nói. Mua hay không không quan trọng. Chúng ta gặp nhau coi như là một mối duyên. Coi như là bạn bè đi. Lời nói chân thành như vậy, nhiệt tình như vậy, làm sao có thể từ chối được? Chúng tôi đành thuận theo chủ nhà, theo Jeep tới một quán ăn gần đó. Trong lúc dùng bữa, Jeep nói với chúng tôi. Công ty của anh ta có tất cả 6 cửa hàng ở Nam Phi. Là một tiến sĩ, sao anh lại kinh doanh xe hơi? Tôi bâng cua hỏi về vấn đề này. Kiếm tiền. Giê Phố Tư trả lời. Chọn ngành buôn bán xe hơi chính là chọn làm ăn với người giàu. Chỉ có làm ăn với người giàu mới giúp tôi kiếm được nhiều tiền. Tôi mở to mắt nhìn anh chằm chằm, như thể muốn nuốt chọn từng lời từ cái lý luận thú vị này. Hiện nay, trong giới kinh doanh, thường hay lưu truyền cái gọi là phương pháp kinh doanh của người Do Thái. Thật ra, bất luận là phương pháp gì, nó cũng chỉ là một số quy tắc và thủ thuật. Jeep nói rành mạch. Cái gọi là phương pháp kinh doanh Do Thái kia, nói một cách đơn giản, chính là quy hết mọi hoạt động trong công việc kinh doanh về một cụm chữ số. Đó là quy tắc 22 chia 78. Người Do Thái khi mới phát hiện ra tổ hợp số thần kỳ này liền áp dụng nó vào công việc kinh doanh Chúng tôi nhận ra, trong xã hội con người, tỷ lệ giữa người giàu và những người bình thường thường rơi vào khoảng 22-78. Trong khi đó, tỷ lệ tài sản của người bình thường và người giàu cũng lại là 22-78. Dựa vào đó, người Do Thái đã đưa ra kết luận, muốn kiếm được nhiều tiền, làm ít hưởng nhiều, thì trước hết nên nghĩ cách làm ăn với người giàu. Cuối cùng, chúng tôi vẫn không mua xe ở cửa hàng của Jeep không phải chúng tôi không muốn mua mà vì chúng tôi không đủ tiền sau đó chúng tôi mua một chiếc xe cũ dưới sự trợ giúp của jeep người kinh doanh thông minh nhạy bén đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội làm ăn nào giới kinh doanh có câu nói như sau doanh nhân thông minh không nhìn chòng chọc vào túi tiền của người khác mà tính toán túi tiền của mình ai kiếm tiền thì cũng đều như nhau mà thôi sau khi chúng tôi nói rõ sự tình Jeep đưa chúng tôi đi xem vài cửa hàng xe cũ. Do là người trong ngành, nên họ đều quen biết nhau. Chúng tôi chỉ bỏ ra 15.000 ran, tương đương với hơn 100 triệu đồng, đã mua được một chiếc xe BMW khá tốt. Khi chúng tôi từ cửa hàng xe cũ đi ra, Jeep cứ cố nhét vào chúng tôi 100 ran, nhưng chúng tôi không lấy. Anh nói, chiếc xe này, dù giá không cao, nhưng theo đúng quy tắc, họ vẫn gửi tôi số tiền hoa hồng. Đây chính là quy tắc trong ngành của chúng tôi. Người Do Thái cho rằng trong cuộc đời mỗi con người, mỗi ngày đều đang quảng cáo chính bản thân mình. Loại quảng cáo này ý chỉ quảng cáo sáng kiến, kế hoạch, khả năng, sự phục vụ, trí tuệ và thời gian của bản thân. Nếu có thể quảng cáo thành công bản thân, người đó chắc chắn sẽ thành công và đạt được mục tiêu của chính mình. Ngược lại, những người kinh doanh thất bại phần lớn là do không biết cách quảng cáo bản thân chứ không phải do vấn đề từ năng lực bản thân cái gọi là quảng cáo bản thân chính là khả năng giao tiếp vui vẻ hòa hợp với mọi người nghiên cứu của các nhà tâm lý kết luận con người luôn mong muốn được người khác chú ý coi trọng và tiếp nhận bất luận là người như thế nào chỉ cần là con người thì đều có loại mong muốn này người do thái dựa vào quy luật này trong cuộc sống hàng ngày bao gồm cả quá trình kinh doanh họ chú ý tới các loại người xung quanh mình khiến những người đó thấy được họ đang quan tâm tới mình, tiếp nhận mình. Bắt đầu từ bước chân đầu tiên đó, đi lên những nấc thang của thành công và tiến tới mục tiêu. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. 4. Nụ cười là tấm danh thiếp tốt nhất Thượng Đế ban tặng cho chúng ta. Từ duy khác biệt Người bình thường, cười thì có tác dụng gì cơ chứ? Có thể đổi thành tiền được không? quan trọng nhất vẫn là kiếm được tiền. Người Do Thái, nụ cười là thứ vũ khí có sức công phá rất lớn. Hà dùng một người không có bảng đại học, nhưng lại có khuôn mặt luôn tươi cười niềm nở, vẫn hơn một học giả với bộ mặt lạnh lùng khó chịu. Người Do Thái có câu nói rất giống với ý như sau. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Không chỉ thế, nụ cười còn được xem như một loại vũ khí lợi hại. Thậm chí, đôi khi nụ cười còn có tác dụng lớn hơn tiền bạc giám đốc nhân sự của một công ty bán lẻ lớn tại New York nói. Tôi thà tuyển dụng một người phụ nữ, dù chưa học hết cấp 3, nhưng cô ấy luôn tươi cười rạng rỡ còn hơn tuyển một tiến sĩ triết học với vẻ mặt đăm đăm khó chịu. Đa phần người Do Thái đều có cách đánh giá giống nhau về nụ cười, bất luận trên thương trường hay trong cuộc sống hàng ngày. Họ đều cho rằng nụ cười là tấm danh thiếp tốt nhất Thượng Đế ban tặng cho con người. Họ từng nói một nụ cười có thể làm bừng sáng cả bầu trời khi đối diện với người khác hãy dành cho họ một nụ cười họ sẽ tặng lại cho bạn tình hữu nghị bạn chẳng mất gì nhưng vẫn nhận lại được món quà quý giá đó là tình bạn kỳ thực giá trị lớn lao nhất của nụ cười nằm ở chỗ nó không đòi hỏi bất kỳ chi phí nào nhưng lại vẫn mang về rất nhiều thành quả vào thời khắc bạn nở nụ cười nó đã tạo ra ký ức khó quên với mọi người đối với người thân nụ cười mang lại niềm vui đối với công việc nụ cười mang lại ấn tượng tốt giữa bạn bè nụ cười vun đắp tình bạn đối với những người mệt mỏi nụ cười chính là sự thư giãn với người đang đau khổ nụ cười là ánh dương bừng sáng đối với tất cả mọi người nụ cười chính là phương thuốc tốt nhất để điều chỉnh tâm trạng vì thế người ta hay nói cười không mất gì nhưng lại tạo ra được rất nhiều giá trị Cười có thể mang lại sự giàu có, chứ không bao giờ khiến chúng ta nghèo đi. Conrad Hinton là người Na Uy gốc Do Thái di cư tới Mỹ. Tháng 1 năm 1919, cha của Hinton qua đời vì tai nạn xe hơi. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên vai ông. Ông quyết tâm tới bang tích xác để lập nghiệp, trở thành một chủ ngân hàng. Ông muốn mua lại một ngân hàng, nhưng giám đốc ngân hàng đó ra giá 75.000 đô la Mỹ Ông lại chỉ có 5 ngàn, chỉ là con số lẻ của mức giá yêu cầu. Không ngờ hai ngày sau, giám đốc ngân hàng kia không giữ chữ tín lại tăng giá lên 80 ngàn. Hinton tức giận, ông tìm tới một khách sạn tên Maybelline để nghỉ ngơi, nhưng khách sạn đã hết chỗ. Có điều, chỉ một câu than vãn về việc kinh doanh của vị giám đốc khách sạn đã khởi dậy trí tưởng tượng của Hinton. Vậy anh là chủ của khách sạn này hả? Ông hỏi dồn đúng vậy, chủ khách sạn trao mày. Cái khách sạn này thật phiền phức, lẽ ra tôi nên sớm bỏ nó đi mới phải. Cuối cùng, Hinton mua lại khách sạn này với giá 40.000 đô. Bản thân ông chỉ có 5.000, số còn lại đều đi vay. Sau vài năm làm việc chăm chỉ, sự nghiệp của Hinton phát lên như diều gặp giò. Khách sạn của ông đã thu được 51 triệu đô la Mỹ. Ông vui mừng hớn hở và tự hào khoe thành tích này với mẹ mình. Sau khi nghe xong, mẹ ông bình thản nói: "Theo mẹ thấy, con có gì khác trước kia đâu. Nếu muốn làm nên đại sự, con cần phải nắm được thứ còn giá trị hơn 51 triệu đô này." "Đó là gì vậy mẹ?" "Ngoài việc thành thật với khách hàng, con còn phải nghĩ cách làm sao để mỗi vị khách bước vào khách sạn của mình đều muốn quay lại lần hai. Con cần nghĩ ra một cách đơn giản, dễ dàng, không cần tốn chi phí nhưng lại có hiệu quả để thu hút khách hàng." Như vậy, khách sạn của con mới có tương lai. Lời khuyên của mẹ ông rất đơn giản, nhưng lại khiến Hinton suy ngẫm rất nhiều. Đơn giản, dễ dàng, không tốn chi phí, nhưng lại có hiệu quả. Đó rốt cuộc là bí quyết gì? Cuối cùng, Hinton cũng nghĩ ra, đó chính là hòa khí sinh tài. Dùng cung cách phục vụ, kèm nụ cười trên môi, chắc chắn sẽ có tác dụng. Ngày hôm sau, việc đầu tiên của Hinton làm sau khi tới khách sạn chính là gọi tất cả nhân viên tới, giải thích cho họ nghe về ý tưởng của mình. "Tươi cười, nhớ rõ nhé. Hôm nay, tiêu chí duy nhất để tôi kiểm tra công việc của mọi người chính là bạn đã cười với khách chưa." Ông tiến hành tu sửa, cải tạo và trang trí lại khách sạn, nâng cao bầu khí tiếp đón của khách sạn. Dựa vào bí quyết, "Hôm nay bạn đã cười với khách hàng chưa?" khách sạn của ông nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đầu óc của Hinton lại thôi thúc ông đến với công việc kinh doanh mới. Muốn xây dựng một khách sạn lớn mang tên ông, với tất cả trang thiết bị hạng nhất, khách sạn Hinton. Ngày 4 tháng 8 năm 1925, khách sạn Dallas Hinton khởi công. Trang thiết bị hạng nhất, nụ cười hạng nhất, còn đường hòa khí sinh tài của Hinton ngay càng mở rộng. Năm 1929, khách sạn Dallas Hinton được hoàn thành. Chính vào lúc này, một cuộc khủng hoảng kinh tế với quy mô tương đối lớn trong lịch sử nước Mỹ đã nổ ra. Không bao lâu sau, 80% nhà hàng khách sạn trên toàn nước Mỹ phải đóng cửa. Khách sạn Hinton cũng lâm vào tình thế khó khăn. Làm thế nào để chiến thắng cuộc khủng hoảng này, vượt qua cửa ải khó khăn này? Nụ cười có còn tác dụng nữa không? Có người đã đặt ra câu hỏi như vậy. Hinton vẫn giữ vững phương châm. Hôm nay bạn đã cười với khách chưa? Chạy vẹn khắp nơi, động viên khích lệ nhân viên phấn chấn tinh thần, cùng nhau vượt qua rông tố. Dù khó khăn vất vả thế nào cũng phải kiên trì với phong cách phục vụ, nụ cười hạng nhất. Ông không nề hà dặn đi dặn lại nhân viên, tuyệt đối không được để tâm trạng ủ rột của mình bộc lộ qua nét mặt. Bất luận phải đối diện với khó khăn thử thách như thế nào, trên khuôn mặt nhân viên của khách sạn Hinton luôn phải là nụ cười rạng rỡ dành cho khách hàng. Phương châm của Hinton trở thành phương châm của mỗi nhân viên khách sạn. Nhân viên phục vụ của Hinton luôn giữ nụ cười trên môi, khiến khách hàng khắp nơi ai nấy đều hài lòng. Nhờ đó, Hinton đã thuận lợi thoát khỏi những thời điểm khó khăn nhất của năm 1933, dần bước chân vào những tháng ngày hoàng kim. Sau đó, Hinton lại mua tiếp hai khách sạn khác, đồng thời cho lắp đặt thêm nhiều thiết bị cao cấp. Trong lần khảo sát tình hình khách sạn kê đó, Hinton hỏi nhân viên của mình, mọi người nghĩ cần lắp đặt thêm gì không? Các nhân viên không biết trả lời thế nào. Hiển nhiên là thế mọi điều đều đã rất tốt rồi. Hinton cười nói, còn thiếu nụ cười hạng nhất. Nếu là tôi, chỉ có những trang thiết bị cao cấp nhất mà không có nụ cười hạng nhất, tôi thả đi tới khách sạn khác. Tuy thảm trải sàn cũ một chút, nhưng khắp nơi đều có thể nhận được những nụ cười dạng người. Trang thiết bị hạng nhất, nụ cười hạng nhất đã giúp sự nghiệp của Hinton ngày càng thăng hoa và mở rộng. Tháng 5 năm 1946, Hinton thành lập tập đoàn khách sạn Hinton. Năm tiếp theo, công ty chính thức lên sàn chứng khoán. Đây cũng là tập đoàn khách sạn đầu tiên tung cổ phiếu lên thị trường chứng khoán. Trong năm đó, mẹ Hinton qua đời khiến ông đau buồn, thương tiếc hôn nguôi. Tại New York, danh hiệu khách sạn nữ hoàng thuộc về khách sạn Waldorf với quy mô lớn nhất, sang trọng nhất, tráng lệ nhất thế giới lúc bấy giờ. Từ nguyên thủ các quốc gia cho tới những người giàu có, minh tinh, ai cũng coi đó là thánh địa Mecca trong lòng của mình. Rất nhiều người tới ở. Trước khi mẹ ông qua đời, ông đã hứa với mẹ nhất định sẽ mua lại khách sạn này Lời hứa này đã được thực hiện vào ngày 12 tháng 10 năm 1949. Những năm 50 của thế kỷ 20, Hinton vẫn chưa thấy hài lòng với việc chỉ phát triển sự nghiệp trong phạm vi nước Mỹ. Ông lại bắt đầu xây dựng đế chế khách sạn của mình trên toàn thế giới. Khách sạn Hinton lần lượt được mở tại các thành phố Madrid, Mexico, Medellin, Berlin, Rome, London, Cairo, vân vân cho tới cuối những năm 70 của thế kỷ 20, đã có gần 100 khách sạn Hinton được mở tại các thủ đô, thành phố trên khắp thế giới. Khi Hinton trở thành ông vua khách sạn của thế giới, ông sở hữu số tài sản cách xù lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ông vẫn kiên trì đáp máy bay tới từng nơi trong đế chế Hinton của mình để kiểm tra giám sát. Nếu có cảm hứng, sẽ lập tức ghi chép lại để viết sách. Cuốn sách của ông luôn được các nhân viên của Hinton coi như kinh thánh. Nội dung trọng tâm nhất của cuốn sách chính là thiết bị hạng nhất, nụ cười hạng nhất. Năm 1979, Conrad Hinton qua đời ở tuổi 92, để lại chuỗi khách sạn Hinton với thiết bị hạng nhất, nụ cười hạng nhất giải rác khắp thế giới. Nụ cười là loại ngôn ngữ đẹp nhất trong cuộc đời con người. Biểu hiện nét mặt của mỗi người luôn quan trọng hơn quần áo và trang sức của họ. Nụ cười có thể chiếu sáng cho tất cả những người trông thấy nó, cũng giống như mặt trời ló dạng sau mây đen, đem lại sự ấm áp cho mọi người. Một nụ cười khiến tâm hồn con người trở nên ấm áp. Một nụ cười xuất phát từ trái tim có thể chinh phục người khác tốt hơn cả những thứ đồ đắt đỏ khoác trên người. Khi giao tiếp với mọi người, nụ cười chính là cách tốt nhất để gây thiện cảm cho đối phương. Tuy nhiên, có rất nhiều người không biết cách tươi cười làm sao để biến bản thân trở thành một người biết tươi cười là điều tối quan trọng ở đây chúng ta nên học hỏi một chút từ những kinh nghiệm của người do thái một nên có ý thức tự giác về nụ cười người do thái cho rằng rất nhiều người không thể tự giác tươi cười thậm chí có những người khi cười trông rất miễn cưỡng gượng ép khiến người khác cảm thấy rất khó chịu một trong những nguyên nhân chính là do họ không có ý thức tươi cười Nụ cười chính là sự phản chiếu niềm vui tinh thần, nhưng nụ cười miễn cưỡng lại là tấm màn che giấu một tâm hồn đang tổn thương. Nếu không thể cười thì đừng cười, nếu không, nụ cười gượng ép của bạn sẽ khiến người khác thấy không thoải mái, đồng thời cũng khiến bản thân bạn thấy khó chịu. 2. Mỗi sáng đứng trước gương mỉm cười. Đây là một trong những phương pháp của người Do Thái dùng để rèn luyện nụ cười. Sáng sớm thức dậy đứng trước gương cười với chính mình. Không những khiến nụ cười của mình trở nên rạng rỡ hơn, đồng thời cũng có thể mang lại tâm trạng vui vẻ trong một ngày mới. 3. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, hãy tươi cười. Người Do Thái cho rằng, bất luận làm gì, học hành, làm việc, vui chơi hay giao tiếp, nếu bạn tươi cười thì nó sẽ giúp cho bạn cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Đặc biệt, khi thấy căng thẳng, hãy cười với chính mình dùng nó để giải tỏa tâm trạng ưu phiền đó. 4. Nụ cười cũng cần một tấm gương Trong cuộc sống luôn có những người hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười. Nụ cười của họ có thể khiến cho người khác thấy thân thiện, hợp cả, vui vẻ, ấm áp, đẹp đẽ, thanh tao và thư thái. Nụ cười của những người như vậy chính là tấm gương mà người Do Thái luôn noi theo. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. 5. Việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm. Tư duy khác biệt. Người bình thường có thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác thì cứ đùn đẩy, không nhất thiết phải tự mình gánh vác. Người do thái. Việc mình không muốn làm thì không nên ép người khác làm. Thái độ mang tính tương tác qua lại. Kinh Tàn Mút gọi là Bạn đối đãi với người khác như thế nào, họ sẽ trả lại bạn nguyên vẹn như vậy người ta luôn dựa vào thái độ của đối phương để lựa chọn thái độ đáp lại tương ứng của mình bạn đối xử thân thiết hữu nghị với người khác đối phương cũng sẽ đối xử thân thiết và hòa nhã với bạn biểu hiện của thái độ được thể hiện qua một số chi tiết nhỏ như nụ cười ánh mắt một hành động một câu nói tuy nhiên nó lại có sức cuốn hút mãnh liệt khổng tử từ từng nói giúp người chính là giúp mình giúp người thành công chính là giúp mình thành công hay Việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm Cũng vậy, một trong những giáo sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử Do Thái Cũng đã từng định nghĩa tương tự như vậy về tinh hoa văn hóa của người Do Thái Một ngày nọ, có người nước ngoài tới tìm gặp vị giáo sĩ này và đưa ra một câu hỏi khó nếu ngài có thể giảng giải cho tôi hiểu rõ về tư tưởng của đạo Do Thái trong khoảng thời gian đứng bằng một chân, tôi sẽ cải đạo, theo đạo Do Thái giáo sĩ nghe xong vô cùng tức giận lập tức đuổi người nước ngoài này đi một lát sau người nước ngoài kia quay trở lại đưa ra đề nghị y hệt giáo sĩ nổi cơn thịnh nộ không nói năng gì đuổi thẳng cổ anh ta đi lại qua một lát người nước ngoài vẫn cứ quay lại giữ nguyên lời đề nghị ban đầu giáo sĩ nói hai lần trước ta làm như vậy chính là muốn nói việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác làm người ngoại quốc kia vốn dĩ không có ý định cải đạo chẳng qua muốn trải nghiệm, muốn trêu chọc giáo sĩ. Vị giáo sĩ biết rõ ý định của anh ta nên cố tình tức giận, đuổi anh ta ra ngoài, mượn việc này để nhắc nhở. Kỳ thực, vị giáo sĩ chẳng qua chỉ muốn cảnh tỉnh người ngoại quốc này, nếu anh ta không muốn bị người khác nổi giận đuổi ra ngoài thì ông cũng vậy, không muốn bị người khác trêu đùa. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày làm thế nào để làm được điều đó? Thứ nhất, Yêu là loại kỹ năng không có kỹ thuật. Đền Carnegie viết trong cuốn sách đắc nhân tâm của mình, bất luận là đồ tể, thợ làm bánh hay hoàng đế ngồi trên ngai vàng, ai cũng thích được người khác đối xử tốt với mình. Lấy vị hoàng đế nước Đức làm ví dụ, khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, ông ta trở thành tội nhân, bị hàng triệu người căm ghét. Trong đám dân chúng phẫn nộ, lại có một đứa bé, con của một người quả phụ, viết một bức thư vô cùng ngây thơ, đơn thuần gửi cho ông. Đứa bé nói, không cần biết người khác nghĩ như thế nào, nó vẫn sẽ yêu quý ông. Hoàng đế nước Đức vô cùng cảm động. Về sau, ông trở thành cha của đứa bé. Người ta thường nói, sao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Họa sĩ Chardin Pháp có lần từng nói rằng, sẽ có một ngày sau khi con người đã khám phá ra bầu trời, chinh phục thiên nhiên, cuối cùng sẽ phát hiện ra bản thân mình còn có một loại năng lực lớn hơn, đó chính là năng lực yêu thương. Khi ngày đó tới, nền văn minh nhân loại sẽ bước sang một kỷ nguyên mới. Yêu chính là loại kỹ năng không cần có kỹ thuật, là yếu tố mở đường cho kỹ năng giao tiếp. Những kỹ năng khác đều bắt nguồn từ kỹ năng căn bản nhất, yêu thương. Thứ hai, tình người là một tấm ngân phiếu. Thành công của mỗi con người đều được xây dựng trên cơ sở giúp đỡ người khác tập thói quen vui vẻ giúp đỡ người khác sẽ mang lại nhiều cơ hội và không gian để phát triển bản thân vô tình giúp đỡ một người nào đó đôi khi lại có thể nhận lại một sự hồi đáp vượt ngoài sức tưởng tượng cuốn tiểu thuyết ăn khách của mỹ bố già có nhắc tới câu chuyện như sau con gái một ông chủ nhà tăng lễ bị người ta cưỡng hiếp và đánh đập nhưng phán quyết của tòa án lại chẳng gây khó dễ gì cho tên tội phạm trong tình huống kêu trời không thấu Ông chủ nhà tang lễ miễn cưỡng đi tìm ông trùm cô Leonie để xin giúp đỡ. Cô Leonie không mảy may do dự, ra mặt giúp đỡ ông ta trả thù. Cũng không cần ông ta trả công. Sau này, ông chủ nhà tang lễ chính là người đã giúp đỡ lại cô Leonie trong thời khắc quan trọng nhất. Có thể thấy, giúp người chính là giúp chính mình. Tình người chính là một tấm ngân phiếu, tích cóp càng nhiều thì thu về càng nhiều. Muốn mở rộng và học hỏi kỹ năng giao tiếp, Trước hết hãy vui vẻ giúp đỡ người khác. Thứ ba, đối xử tình thân hòa nhã với người khác. Thái độ chính là khuynh hướng tâm lý của con người đối với sự vật, là hạt nhân của thế giới nội tâm. Không có sự thay đổi thái độ bên trong sẽ không có sự thay đổi bên ngoài. Dù cho bên ngoài có thể thay đổi, nhưng sự thay đổi đó cũng không như mong đợi. Bí mật để thay đổi thái độ của mọi người với chính mình là hãy thay đổi thái độ của mình trước tiên. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe những trang sách tiếp theo. 6. Hài hước là liều thuốc tinh thần quan trọng đối với người do thái. Từ duy khác biệt Người bình thường, hiện tại tôi đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn rồi, làm gì còn tâm trạng mà hài hước chứ? Việc vốn cần làm lúc này là tìm cách giải quyết các khó khăn mà thôi. Người do thái, hài hước có tác dụng không gì thay thế được, cần xem nó như món ăn tinh thần. Con người ai có thể đói bụng mà làm việc chứ? Trong mắt thư nhân do thái, khiếu hài hước là đặc điểm mà chỉ những kẻ mạnh mới có được. Do đó, họ rất coi trọng sự hài hước, bởi đó chính là yếu tố mạnh nhất trong số những khả năng của con người. Tục ngữ do thái có câu, mũ trên đầu tên trộm cháy rồi. Chỉ khi hiểu được bối cảnh trong câu nói này, mới hiểu rõ được sự hài hước và trí thông minh của người Do Thái. Câu chuyện xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở Đông Âu. Có một người do thái bị mất mũ, nhưng chiếc mũ này được bày bán khắp nơi. Chỉ cần ngước mắt nhìn, liền thấy vô số người đội chiếc mũ y chang như vậy. Vì thế, không thể biết ai là kẻ ăn trộm. Người do thái này nghĩ một chút, rồi bỗng kêu lớn. Tên trộm kia, mũ của anh đang cháy kìa. Dĩ nhiên, người đầu tiên đưa tay sờ lên mũ chính là kẻ cắp. Hiếu hài hước nảy sinh từ sự cảnh giác. Nó mang nguồn sức mạnh to lớn, khó có thể thay thế được. Rất nhiều người phương Đông không hiểu được ý nghĩa của từ hài hước. Thậm chí, họ còn cho rằng đó là điều đáng xấu hổ. Chúng ta thường thấy được sự hài hước dí dỏm của người phương Tây trong các buổi tọa đàm, hội họp, trong khi người phương Đông lại coi đó là hành động thiếu tính nghiêm túc và thiếu sự tôn trọng. Bản thân người Do Thái cũng thừa nhận là họ là dân tộc sùng bái tri thức và khiếu hài hước. Họ coi trí thức như vốn liếng của sự sinh tồn, còn khiếu hài hước lại là món ăn tinh thần hết sức quan trọng. Trong tiếng Hy trí tuệ được gọi là hephoma, hài hước cũng được gọi là hephoma. Trí tuệ và khiếu hài hước luôn song hành với nhau, không thể tách rời. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của khiếu hài hước trong mắt người Do Thái. Đối với thương nhân Do Thái, áp lực cuộc sống vô cùng lớn họ không thể dùng nước mắt hay những lời than vãn không ngớt để giải tỏa những áp lực này. Sự hãm hại, nỗi đau khổ và cuộc sống gian khổ không thể che lấp đi nụ cười vui vẻ của họ. Tuy nhiên, tiếng cười của thương nhân do thái không phải là sự vui vẻ vô vị, tầm thường, cũng không chỉ đơn thuần chỉ để giải khuây, mà là sự đáp trả mang tính phản kháng đầy kiên cường đối với cuộc sống khắc nghiệt. Vì lý do đó, trong sự hài hước của thương nhân do thái luôn ẩn chứa sự thông minh và trí tuệ độc đáo. Nó không chỉ là sự châm biếm, đã kích sâu sắc tới cuộc sống, mà còn là phương pháp tuyệt vời để giúp họ giảm bớt những khổ đau trong cuộc sống, điều tiết tâm trạng và tìm niềm vui cho chính mình. Có người gọi sự hài hước mang lại niềm vui cho người khác này là khiếu hài hước do thái. Sự hài hước trong tính cách của thương nhân do thái luôn gắn liền với tinh thần lạc quan và sự dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh của họ. Thư nhân do thái cho rằng khiếu hài hước chính là thứ sức mạnh lớn lao nhất của con người có được. Nó có thể khiến người ta thả lỏng tâm trạng, giữ được trái tim thanh thản và thư thái. Do đó, khi gặp bất kỳ tình huống khó xử nào, thư nhân do thái luôn mượn những câu chuyện cười và sự hài hước để khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Mặc dù không phải lúc nào sự hài hước cũng có tác dụng, có những khi sự hài hước lại khiến tình huống càng trở nên khó coi hơn. Tuy nhiên, thương nhân do thái vẫn thấy chuyện đó chẳng có gì không tốt điều họ quan tâm là tâm trạng mỗi người chứ không để ý tới hiệu quả của việc này vì thế thương nhân do thái nói chỉ cần là sự hài hước đều sẽ khiến người ta thả lỏng tâm trạng và chỉ có người thông minh mới có thể giữ được tâm trạng bình thản thoải mái ở bất cứ tình huống nào bất cứ sự việc nào cũng đều cần giữ ở chừng mực thích hợp sự hài hước cũng vậy trong cuộc sống hàng ngày vận dụng yếu tố hài hước một cách chừng mực mới có thể khiến mối quan hệ trở nên thân thiết hòa hợp hơn điều này càng được thể hiện rõ nét hơn trong kỹ năng hài hước người do thái đưa ra hai lời khuyên trong việc sử dụng yếu tố hài hước thứ nhất hài hước không phải là lấy việc châm biếm người khác làm niềm vui sự hài hước quá đà rất dễ trở thành hành động tàn nhẫn khiến người khác bị tổn thương thông thường sự hài hước mang tính công kích châm biếm trách móc người khác cũng khiến mọi người bật cười. Nhưng chúng thường kéo theo hậu quả khó lường, khiến tình huống trở nên mất vui. Sự hài hước không đồng nghĩa với việc chê cười, châm biếm, cũng không phải cười cho qua, ngả ngớt, đùa cợt. Hiểu hài hước là biểu hiện của sự trao dồi trong tính cách, nó không giống với sự vu khống phỉ báng. Biết cách nói chuyện vui vẻ, hài hước là một đức tính tốt đẹp, là sự cân bằng giữa nghiêm túc và sự thú vị. Qua đó, bộc lộ lòng nhân từ, khẳng khái của bản thân. Sự hài hước mang tính châm biếm thường dễ dẫn tới nguy cơ khiến người khác tức giận. Do đó, khi sử dụng yếu tố hài hước để phê bình người khác, chúng ta nên kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nói cũng như trước khi hành động để tránh việc người nhận những lời phê bình hài hước này cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Thứ hai, những trò chơi khăm đôi khi có thể tạo ra sự hài hước, nhưng lúc sử dụng, nhớ chú ý chừng mực. Chơi khăm, thoạt nhìn tưởng chừng không phải việc vi phạm pháp luật. Nhưng nếu phân tích ý thức tiềm tàng của nó, bạn sẽ phát hiện ra yếu tố công kích và thù ghét trong đó. Những trò chơi khăm quá đáng thực sự gây tổn thương rất lớn đến người khác. Vì thế, chơi khăm chỉ nên giới hạn ở mức độ đùa vui thuần túy. Cũng chỉ có như vậy mới không làm tổn thương tới lòng tự trọng của người khác. Trò chơi khăm mang thiện trí có khả năng đem lại không khí vui vẻ, tươi mới cho cuộc sống hàng ngày. Nhưng trò chơi khăm mang ý xấu, vẫn cợt người khác lại khiến mọi người căm ghét, ảnh hưởng tới các mối quan hệ bạn bè. Chỉ những ai đã trải qua quá trình rèn luyện tri thức lâu dài mới có thể có được sự hài hước thanh tao, sâu sắc và luôn giữ chừng mực. Chỉ học cao hiểu rộng mới có thể hiểu được bản chất thực sự của sự hài hước. Sự hài hước cần có tính độc đáo, mới mẻ và duy nhất. Nếu bị lặp đi lặp lại lần thứ hai, nó sẽ mất đi ý nghĩa của mình. Hài hước cũng cần có tính bất ngờ mới có thể mang lại hiệu quả. Thường nhân do Thái coi hài hước là món ăn tinh thần quan trọng. Nụ cười là nước, bản thân con người là cá. Trên thường trường cạnh tranh khốc liệt, ở mọi tình huống, người Do Thái vận dụng trí tuệ và khiếu hài hước độc đáo của mình, giống như cá gặp nước. Nhờ đó, gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Các bạn rất thân mến! Tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung phần 2 của cuốn sách Những triết lý làm giàu kinh điển của người Do Thái. Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với những trang sách tiếp theo. Bây giờ, tủ sách nhỏ xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.